cái concept này á nó đạt được 4 yếu tố. Thứ nhất là giá thành, thứ hai là kích thước, thứ ba là thẩm mỹ, thứ bốn là chất âm. Nó đạt được 4 yếu tố hoàn toàn, tại vì Vũ mới gọi nó là rất là hiếm để tìm ra một sản phẩm giá thành hợp lý, thứ hai là chất âm hay, cái thứ ba là cân đối với nhiều cái con này, và nó là đúng là một cái trợ thủ hỗ trợ dành cho con này. Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với channel của Thiên Vũ. Thì video hôm nay là Vũ sẽ cho các bạn thêm một cái sản phẩm nó rất là đặc biệt. Và hiện tại cái sản phẩm này là một cái sản phẩm có thể nói là nó sẽ giúp và nó bổ trợ cho cái việc tối ưu hóa cái chất lượng âm thanh cũng như là cái công suất cho những cái con như là Bose X1 Pro hay là con Bose X1 Pro thường nè, Bose là một Pro LED nè, Electro Evolve 8 nè, hoặc là dòng BD K8 này, thì nó sẽ bổ trợ cho các bạn về cái phần âm bass, âm quay. Thì cái loa sub nó rất là hiếm các bạn. Thì nó hiếm ở chỗ nào là nó hiếm ở cái chỗ, thứ nhất là cái giá thành nó phải nằm ở cái góc độ là cân xứng và nó hợp lý. Cái thứ hai là kích thước nó phải nhỏ. Cái thứ ba là nó phải chịu tải được cái FPL ở cái cường độ lớn để nó có khả năng nó bù được cái công suất so với lại cái con loa hiện tại. Và một cái nữa là chính là cái chất âm, rất là quan trọng là cái chất âm nó phải đảm bảo được cái chất lượng về cái độ cứng, độ chắc cũng như là rất là khỏe và nó phải hay đi các bạn, chứ không phải là cái có súp đánh ầm nhưng mà nó không có hay. Thì hôm nay thì sau khi mà một thời gian dài mà ngày trước là cái con súp mà hỗ trợ cho Bose X1 Pro được khách hàng mua rất là nhiều và rất là nổi, đó là con MA88AB, nhưng mà nó đã hãng thì lại ngừng sản xuất rồi, nó phối ghép rất hợp lý. Con đó đâu mà 8 triệu. Thì hôm nay sẽ có một cái con thay thế mà rất là nhiều thời gian mà Vũ đã tìm, thì hôm nay lại vô tình đó nha, đã tìm được con loa này và test luôn tại điểm này. Và khi mà nó quá hay như vậy là mình quay clip luôn cho bạn xem đấy. Rồi, thì trước mặt các bạn đây chính là con Audio Pro thương hiệu của Thụy Điển. Đó, các bạn thấy về góc độ thiết kế không? Đây là cái logo của nó nè. Thì chia sẻ các bạn sơ về cái thương hiệu Audio Pro này. Audio Pro này là cái chất âm của nó, các bạn có thể hình dung là hãng này là họ không thiên về karaoke, mà hãng này là họ sản xuất thiên về cái độ hi-fi, độ nghe nhạc, nên là cái chất âm nó sẽ đi theo cái hướng là nghe nhạc, thì nó sẽ rất là phù hợp cho những khách hàng nào muốn nghe nhạc hay, muốn có âm bay tốt hoặc là bổ trợ thêm phần flow, thì các bạn sẽ chọn con súp này. Vì là cái con súp để chuyên về nghe nhạc rồi thì các bạn có thể tự tin cái chất lượng âm thanh của nó. Rồi còn Vũ hôm nay chủ yếu là thấy nó hay và nó đánh rất là lực, mà nó đánh rất là mạnh luôn, cực kỳ mạnh luôn, và vậy hơi ấn tượng với thiết kế của con loa này. Nó quá nhỏ đi các bạn. Đây, tôi giới thiệu các bạn luôn đây. Đây mình bỏ con Evolve 8 xuống nè. Các bạn thấy không? Đây màu trắng nha các bạn, hơi dơ. Các bạn thấy không? Nó chỉ hơn một gang tay của mình thôi. Đây. Đây là cái con súp Audio, nó rất là nhỏ. Thì tại vì Vũ biết là các bạn hay mua Bose X1 Pro để nhà, để trên cái kệ ở TV á, thường thường sẽ không thể nào ghép được với những con loa súp mà nó quá to, thì nó rất là xấu xí, nó vừa xấu căn nhà của mình nữa mà công suất nó lại bị dư thừa, và giá thành nó cũng cả 10 triệu, mười mấy triệu rồi, thì nó bị mất cân đối so với cái giá trị sản phẩm mà mình mua ban đầu. Thì ở đây cũng là một cái súp mà rất phù hợp luôn, là nó chỉ đâu là trên 8 triệu một tí xíu nha các bạn, đâu 8 triệu mấy thôi. Và chúng ta có một cái súp và chuyên về hi-fi nữa, nó rất là xịn. Đây, để Vũ mở cho các bạn xem. Để chút nữa có màu đen các bạn. Thì con súp này nó có hai màu, là màu trắng và màu đen. Thì những bạn nào mà đi di chuyển, đi du lịch hoặc là để những không gian nào, nói chung tùy theo cái nội thất mà chúng ta chọn màu. Và cái màu trắng này thì rất là sang, cực kỳ sang luôn, nước sơn rất đẹp nhưng mà nó rất là dễ dơ. Thì các bạn chọn màu thì lưu ý, nếu mà chúng ta để cố định ở nhà thì chúng ta nên chọn màu trắng, nó rất đẹp luôn, tuyệt vời luôn. Đó, và tổng quan của thiết kế con này là hầu như là xung quanh nó chỉ là một hình khối thôi, rất là nhỏ gọn. Đây các bạn nhìn cái tay của đây, hình khối rất là nhỏ gọn nhưng mà công suất cực kỳ kinh hoàng. Đấy, đây, đây chính là cái con subwoofer cho các bạn coi, của cái củ driver của con sub nghe nhạc này. Gân là gân cao su nên cái nó hoạt động rất là tốt ở cái dãy tần thấp và đánh rất là sâu nha các bạn. Và cái này là cái phần mà thiếu nhất của con Bose X1 Pro và điểm yếu của những cái con lo di động như là EV hay là Bose. Thì đây chính là một con mà bass nó chỉ là bass 8 inch các bạn, chứ là chỉ có 2 tấc thôi, nhưng mà con rất là to và gân cao su rất là bự và cái hành trình rất là sâu, nên đó về cái mặt cơ bản của driver này thì nó đánh cái công suất chịu tải rất là lớn, và cái thứ hai là nó đánh rất là mềm và rất là sâu nha.
các bạn có thể nghe nhạc được, và đặc biệt là đối với những bạn mà chơi nhạc IDM á, thì cái độ sâu nó kinh hoàng lắm. Và một cái nữa Vũ thích cái con này, tại sao giới thiệu cho các bạn nhanh luôn á, là tại vì cái con này á nó có sẵn bốn cái chân thế này nè, và nó để lên nó rất là gọn, nó nhỏ xíu y chang như con bô thôi. Thì nó có chân cao su này nè, thì khi mà chúng ta để cái loa lên ở phía trên á thì nó đơn giản, nó chúng ta không sợ nó chạy, nó không sợ nó xấu nữa. Đây là cái chân cao su đậm chấn các bạn, đây Vũ để cho các bạn xem đó, các bạn thấy chưa? Nên là chúng ta cứ để lên là chúng ta nhiều khi đánh nó cường độ lớn, cái súp nó là gì nè, thoải mái các bạn ha. Chút nữa Vũ sẽ mở cái cường độ lớn cho các bạn xem thử nè. Đây Vũ bỏ bố một rồ lên nha, đây đó các bạn thấy chưa? Giống như nếu mà chúng ta để như vậy á, nếu mà chúng, tại vì Vũ đang quay ở không gian này nên các bạn không, chưa có thể hình dung ra, nhưng mà chúng ta để căn hộ thì thứ nhất con súp rất là nhỏ, cảm giác á, cái bụt này á nó sinh ra là nó để kê cái con bố S1 Pro, nó giống như là chúng ta mua một cái kệ về để chúng ta để riêng cho con bố S1 Pro vậy á, nhưng mà thật ra nó chỉ là súp tại vì xung quanh nó không có gì. Rồi bây giờ là phía sau của con súp, Vũ cho các bạn xem nha, mình sẽ cho các bạn xem được cái chi tiết của nó luôn đó. Đó, ok. Đây các bạn thấy không? Độ hoàn thiện rất là cao. Độ rất là xịn nha các bạn. Tại vì nó là những cái loa chuyên về công nghệ, nó là loa nghe nhạc nên mọi thứ là hãng đầu tư nó rất là bài bản các bạn. Đấy. Nó có cho chúng ta là thứ nhất là cái ngõ này rất là hay nè, là cái ngõ auto, tức là khi mà có tín hiệu vào, khi mà chúng ta không nghe nhạc á thì nó sẽ tự động chế độ ngủ đông, nó sẽ tắt đi. Đó, và khi nào chúng ta mà nghe nhạc thì tự động cái súp này sẽ được mở lại, thì mọi người có thể cắm cái con súp này điện nguồn 24/24 vẫn được luôn. Và nó có một cái lỗ hơi cộng hưởng này ở cái vách phía sau nè, nó sẽ tạo ra cái độ sâu cho cái căn phòng của bạn nghe rất là lớn à. Rồi, và hai cần, một là cần level là công suất của loa, hai là nó cho chúng ta thêm một cái cần EQ nữa, cần rod để chúng ta thích và chúng ta đánh những cái dãy tầng nào mà chúng ta thích, mà chúng muốn ta chòi dãy tầng nào. Và một cái cần nữa là có một cái cần đảo pha ha các bạn ha, đó để cho chúng ta cân đối được với lại cái phân của mình. Thì cái đảo pha này các bạn lưu ý là cái con riêng với con EV khi mà mình Vũ test á, tại vì nãy giờ là Vũ đã test trước khi mà chất lượng nó âm thanh như thế nào trước khi mà Vũ quay review cho các bạn. Thì đối với con Electro Voice này này, các bạn khi mà sử dụng con súp này thì các bạn đánh cái cần đảo pha là 180 độ với Vũ, còn riêng đánh với con bô S1 Pro này thì các bạn đánh 0 độ với Vũ ha. Là hai con này hai cái pha nó khác nhau, thì mình đã test thì các bạn nên chọn con này là 0 độ, còn con này con EV chúng ta là 180 độ. Còn về tổng quan về ghép á, thì tất cả mỗi con nó sẽ được tăng sức mạnh, nôm na các bạn có thể gọi là maximum được cái công suất, tức là công suất các bạn sẽ được nhân đôi lên nha, công suất các bạn sẽ được nhân đôi lên khi mà có con súp này hỗ trợ. Vì con này cũng có thể cắt được EQ, có phần rod súp. Con này thì lại chi tiết hơn, Electro Voice V8 thì cái phần mà cắt súp á nó lại khỏe hơn. Đó, rồi. Nói chung là về thiết kế thì các bạn thấy nó rất là đơn giản, con này có hai màu trắng và đen nha. Rồi, bây giờ tới giai đoạn mà Vũ sẽ test cho các bạn cái chất lượng âm thanh của con này nó ở góc độ thực tế. Đó, chứ không phải chi mình nói suông nha. Nếu mà các bạn mà có thể đến được showroom của Thiên Vũ trực tiếp á thì các bạn cứ test thoải mái đi, Vũ tự tin là các bạn sẽ hết hồn khi mà cái công suất cái này và khi mà nó cộng hưởng với con súp này. Tuy nó nhỏ nhưng mà các bạn nghe đảm bảo là các bạn chỉ muốn mua thôi, không thể nào từ chối được so với kích thước của nó, so với công suất của nó, so với chất âm của nó, và đặc biệt là giá thành rất là phù hợp, nó chỉ trên 8 triệu ra. Rồi, thiết kế đẹp các bạn, rất là đẹp. Chút nữa Vũ sẽ khui hai con này cho các bạn xem. Đây, hai con này nè. Đây là con màu đen để cho các bạn có thể hình dung. Đó. Con này con kích thước to hơn nhưng mà giá nó trên 10 triệu các bạn, nên Vũ sẽ không khuyến khích các bạn chọn con này. Tại vì Vũ muốn bán các bạn có những bộ ghép, những bộ phối á, là sản phẩm chủ đạo và sản phẩm phụ, nó cái mức giá nó phù hợp và nó tương xứng thôi, nó không có bị quá lố các bạn ha. Rồi. Ok, để mình play cho các bạn. Rồi. Đó. Các bạn nhìn nó riêng cái Việt 8 là hai cái mí này các bạn nó bằng luôn các bạn. Hai cái mí này nó bằng nhau luôn. Đó. Nó bằng khít luôn á. Đó, tại vì Việt 8 nó to hơn bộ Rolex tí xíu. Đó. Rồi. Mà Caramel ở đây, mình sẽ chỉ cho các bạn cách mà mình setup cái con này luôn. Rồi. Để setup cái con này á thì đầu tiên là chúng ta sẽ đi vào cái master, enter vào. Chúng ta sẽ chọn chế độ sub và chúng ta sẽ cắt ở Vũ á, thì tùy, nếu mà chúng ta hát karaoke thì chúng ta chỉ nên là khoảng 100 thôi,
Còn khi mà chúng ta chơi nhạc IDM thì chúng ta lên khoảng tầm 120 thì cái loa hoạt động là sẽ tốt nhất. Tại vì khi 100 như vậy thì cái mic low của driver loa này nó sẽ bổ trợ cho tiếng mic của bạn, nó sẽ đẹp và nó dày dặn hơn. Nhưng mà nếu giọng chúng ta dày thì chúng ta thổi lên 120. Đó, nhưng mà Vũ sẽ rất vẫn là thích cái 100 này. Rồi, cái thứ hai là về phần treble. Treble của con EV này khi mà kết hợp với con này nó tương đối, tại vì khi mà cắt công suất của con EV 8 á, nó sẽ trội lên một tí xíu vì nó dồn lực vào, thì chúng ta nên giảm cái phần treble đi xíu để cân đối cái sự hài hòa giữa tiếng bass, tiếng sub và tiếng treble mid nó treble với nhau. Không là con này nó sẽ khá là cao các bạn, nó sẽ hơi chói. Chúng ta sẽ hãm xuống khoảng 3 decibel giúp Vũ. Rồi, như vậy là xong, chúng ta đã bật chế độ sub và bây giờ là mình sẽ bắt đầu play nhạc để test cho các bạn nha. Action. Rồi, ok. Và giờ Vũ sẽ cho các bạn nghe cái tiếng mà không có sub nha. Ok. Ngang ngồi ngang bằng giúp, ngồi thấp xuống cameraman, chọn thấp xuống ngang với loa, đúng rồi, giữa loa và sub. Các bạn sẽ hình dung được. Lúc đó Vũ sẽ test luôn cái con này cho các bạn. Sick as any fake fox when I swear to power. Sick as any fake fox when I swear to power. Stop with the chase, baby boy, you catch a case. Chopping every day like I'm in a real race. Sick as any fake fox when I swear to power. Stop with the chase, baby boy, you catch a case. Chopping every day like I'm in a real race. Fox better wait, got the game by my name. Sick as any fake fox when I swear to power. Wake up in the morning, roll a fatty and I sip it. Chase getting me to get your blink of fire. Bây giờ là sẽ là tiếng có sức. Ok, như vậy là Vũ đã test các bạn, ghép các bạn con EV. Tại vì video là mình đang nói với địa sub nên mình sẽ chỉ test những cái bản nhạc có âm bass và âm kích tốt để cho các bạn có thể nghe rõ được tiếng sub. Các bạn có thể đeo cái tai nghe vào để chúng ta có thể nghe tối ưu hơn rồi về cái phần mà cái độ sâu của cái tiếng sub này. Đó. Rồi bây giờ Vũ sẽ chuyển qua cái con này cho các bạn nha. Giữ nguyên các bạn ha. Đấy. Rồi, các bạn giữ xíu. Rồi. Bỏ lên trên đây, bỏ phía bên đây. Sau khi test loa xong mình sẽ khui cho các bạn cái con màu đen. Rồi, con sub ít một rồ lên. Rồi, ok. Lay, đặt trên. Cameraman ơi, có thể là đây mình sẽ chỉ các bạn cách xử lý. Cái con riêng con một rồ thì sẽ cách rod nó sẽ khác. Con bo một rồ này thì chúng ta sẽ nhấn giữ. Cameraman lúc nào phải bấm focus vào giúp nha, cho nó nét. Rồi, được rồi. Xa ra không cần gần quá đâu. Rồi, cái đó được rồi. Rồi. Đó các bạn, ấy các bạn sẽ rõ các bạn. Tại Vũ nhấn lại. Đấy, chúng ta vẫn nhấn giữ. Và chúng ta chọn cái EQ là sub ha. Sub EQ. Chúng ta bấm on giúp Vũ. Enter lên. Ok, như vậy là chúng ta đã chọn cắt rod nó để chi, để khi mà ở cường độ lớn thì cái âm bay của cái driver bass nó sẽ không có bị ồ các bạn ha. Bắt về. Rồi, cái thứ hai, khoan từ từ các bạn chờ Vũ xíu, Vũ chỉnh. Rồi, cái thứ hai là phần treble các bạn nên giảm, tại vì treble con này khi mà cộng hưởng vào nó rất là hỗn, và phần bay này á là khi mà chúng ta đưa lên á là nó đang ở lấy ở phần nhạc, thì chúng ta đang muốn đẩy xuống phần sub, sub nó sẽ khỏe hơn. Vì cái real của con này á nó bị dính chùm, nó khác với con của EV. Nếu mà Vũ nói cho nó chính xác hơn á là khi mà chúng ta kết hợp với con EV á thì cái khả năng xử lý cũng như là tiếng bay cho đến xử lý cái độ mic low của nó, hay tại vì nó có hỗ trợ cái mixer bên trong, nó khá là chi tiết nên nó sẽ hay hơn so với là combo S1 Pro này. Nhưng mà combo S1 Pro này nó cũng không thua kém nha các bạn ha. Nhưng mà do nó có nhiều tính năng bên trong nó xử lý được. Rồi, các bạn cameraman vào play nè. Giờ mình sẽ play nhạc các bạn sẽ nghe nha. Rồi. Cũng một bài luôn các bạn, cho bạn dễ hình dung được chiếc âm nha.
Rồi bây giờ là tiếng sẽ bắt đầu sẽ có sub nha các bạn. Rồi mình nghe lại. Stop with the chase, baby boy, you catch a case. Trapping every day like I'm in a real race. Cops better wait, get the game by my lane. Cops sip the same thing, fox when I swing. Stop with the chase, baby boy, you catch a case. Trapping every day like I'm in a real race. Cops better wait, get the game by my lane. Cops sip the same thing, fox when I swing. Wake up in the morning, roll a fatty and I sip it. Chains getting major, get your blinker for the trickest. Little fame for a rain, get the weed, deal with it. We got money and we split it, your bitch fine, I'ma hit it. À, cái con súp này á nó đạt được 4 yếu tố. Thứ nhất là giá thành, thứ hai là kích thước, thứ ba là thẩm mỹ, thứ bốn là chất âm. Nó đạt được 4 yếu tố hoàn toàn, tại vì Vũ mới gọi nó là rất là hiếm để tìm ra một sản phẩm giá thành hợp lý, thứ hai là chất âm hay, cái thứ ba là cân đối với nhiều cái con này, và nó là đúng là một cái trợ thủ hỗ trợ dành cho con này. Nếu bạn có thể không tin, tại vì các bạn xem online thì Vũ không có thể ép bạn tin được, nhưng mà các bạn muốn nghe thực tế, các bạn sẽ đến showroom 779 để các bạn trải nghiệm thực tế con loa này mình đang có sẵn, thì các bạn có thể nghe ở bất kỳ cửa hàng khác không phải con súp này, và giá thành như thế nào đó, và các bạn sẽ chọn Vũ là cái điểm cuối cùng để chúng ta sẽ nghe lại cái con này phối ghép với những con loa này. Thật sự là nó mang sự ấn tượng cho các bạn không, thì các bạn sẽ có một cái đánh giá riêng của các bạn luôn ha. Ok, còn bây giờ là cuối video rồi, thì Vũ sẽ đập hộp cho các bạn xem cái màu, cái độ cái con đó với cái màu. Ok, đây action, rồi Vũ tắt đi action nha. Rồi Vũ tạm thời bỏ đây, rồi mời các bạn cùng Vũ đập hộp. Ở đây nó có hai màu các bạn. Thật ra đối với một số khách hàng mà chúng ta có điều kiện con này trên 10 triệu á, thì chúng ta chơi con này. Con này các bạn nhìn nó có một súp chính và hai màn cộng hưởng, thì nó nhìn nó kinh hoàng lắm. Nhờ chút nữa Vũ sẽ mở cho bạn coi luôn. Nhưng mà đầu tiên là mình sẽ mở cái con màu đen cho các bạn xem, để khách hàng có thể dung sai, nói chung là hình dung ra được cái sản phẩm mà mình mua. Còn chất lượng âm thanh thì mình khẳng định với các bạn luôn, nó rất là phù hợp ở trong cái thời điểm mà hiện tại không có súp khác mà để thay thế nữa đâu. Đây, Vũ mở đây các bạn, đồ mới luôn nè, để các bạn xem. Mình review là nó có sách mắt có trứng. Đây, đồ mới các bạn ha, màu ha. Đó ha. À, các bạn mua cái con lo súp này á, thì các bạn không cần phải sợi dây đâu, vì hãng đã cho chúng ta một cái sợi dây cơ bản nhất rồi. Rồi chúng ta có thể xài. Và đây là màu đen. Cameraman quay gần gần lại đây. Cho cameraman coi nè. Đó các bạn, thùng mới hoàn toàn luôn, thấy không? Chân cao su rất là to và dày nha các bạn. Chân này các bạn hay mở được. Đây Vũ mở cho các bạn xem nè. Đây. Đây chính là độ dày của cao su nè các bạn. Các bạn thấy chưa? Thấy chưa? Bao chắc luôn. Nói chung là lo rất là đẹp bạn ơi. Ngoài việc đẹp nó phải hay nữa bạn. Đó. Rồi, đây là cái con gân, thấy không? Đấy, con to không? Hành trình của gân này và hành trình cái con này đi rất là sâu, nên bởi vậy nó mới chịu tải được những cái nãy Vũ tép nhạc cho mọi người xem á, thì nó mới chịu tải được. Đó. Ok, bây giờ Vũ sẽ lấy ra. Này tùy nha các bạn. Số lượng con này hiện tại thì nó cũng rất là giới hạn nha các bạn. Các bạn liên hệ với Vũ nha, tại vì chắc phải qua Tết mới có hàng tiếp. Nói chung là mình tại vì vô tình thôi, là không nghĩ là nó lại phù hợp với lại thôi. Cameraman không cần phụ, để đây mình tự làm được rồi. Đấy, cameraman không phụ, cứ cameraman cứ quay đi. Đây rồi, ok à. Đấy, nói chung là bạn đến cái kênh Thiên Phủ thì chỉ có đồ ngon để xài thôi, và những cái đồ mà thật sự nó rất là tốt thì mình review cho các bạn xem. Rồi, ok. Đó. Và đây chính là con loa. Rồi. Thấy chưa? Thấy màu đen đẹp ghê chưa? Nước sơn của hãng này làm rất là đẹp. Tại vì sợ dính vân tay các bạn. Vì cái những con loa này cái nước sơn nó là mang tính chất hi-fi. Đây cameraman quay cận cảnh cho mọi người coi. Đó, đẹp ghê không? Nó trơn lắm. Nó trơn lắm. Đó. Rồi, được quay đứng lên. Xa ra. Đây. Đây Vũ để kế bên nha. Đó. Bạn thấy chưa? Bạn thấy chưa? Hai cục rất là gọn và nhìn rất là sang. Nên các bạn để đồ trong nội thất cũng rất là đẹp nữa.
Rồi, vụ để đây luôn nha. Đó, thấy chưa? Đẹp không các bạn? Nó giống như là cái bục mà chúng ta mua, giống như bục gỗ thôi, nó không có gì cả. Chúng ta để cái lo vào. Tại vì nó nhỏ xíu à. Caramel, đứng lên quay từ trên xuống cho mọi người thấy cái chiều sâu đó nè. Chiều sâu nó bằng với lại cái này luôn nha các bạn. Các bạn thấy chưa? Đó. Shit các bạn, thì dây chúng ta đi, chúng ta để phía sau luôn. Thì nếu mà nhìn vào mặt tiền thì hầu như là chúng ta không thấy dây rồi. Đó. Nó quá tiện. Rồi, tới con EV này nữa nè. EV màu trắng cho mình để trên đây thì nó hơi dơ thôi. Đó. Đấy, hai con. Đấy. Ok chưa? Đó. Đấy, các bạn thấy chưa? Đẹp chưa? Đó, các bạn thấy đẹp chưa? Đấy. Quá đẹp. Cực kỳ đẹp luôn. Dạ rồi, ok. Đó, quá đẹp đúng không các bạn? Rồi. Ok, bây giờ đây là con 10. Rồi, nó sẽ còn một con 12 các bạn, con 12 của hãng các bạn, nhưng mà nó trên 10 triệu. Thì về trên 10 triệu thì nó với lại thứ hai là kích thước nó sẽ hơi to hơn một tí xíu so với con này. Con này nhưng mà thật ra đối với Vũ thì Vũ khuyến khích mọi người không cần phải phải mua con lớn này đâu. Các bạn chỉ cần mua những con nhỏ thôi. Thứ nhất là giá tiền hợp lý, thứ hai là công suất đủ đáp ứng và chơi và giúp cho hai con lo này hay và công suất gấp đôi lên rất là nhiều luôn. Và nó là thay thế con mà A88 luôn, rất là hay rồi, các bạn không cần mua con này đâu. Còn bây giờ cuối video Vũ sẽ mở cho các bạn xem cái hình thức của hãng này, cái Audio Pro này nó chất lượng và nó xịn như thế nào, cho bạn xem con súp lớn hơn của nó nha, cho các bạn tham khảo thôi. Con này khuyến khích mọi người không mua thì mua cũng được, nhưng cho mọi người có điều kiện thì mọi người mua thôi. Nhìn nó hàm hố, con này được cái hàm hố, âm thanh thì cũng rất là khỏe luôn, nhưng mà nó sẽ bị dư công suất so với lại cái loa mà các bạn đang sở hữu. Đó là lý do Vũ bảo các bạn đừng có mua. Còn nếu khách mà máu chơi thì khách cứ mua thôi. Đây là hãng nè, SX10, hãng súp. Đấy, rồi các bạn thấy không? Hãng ra nó rất là chỉnh chu. Hàng nhập khẩu mà nó rất là ok. Đó. Rồi, Vũ để đây nha, để dơ các bạn. Con này nó rác lắm. Ui, dạ. Rồi, con này. Và con này là nó sẽ khác với lại kích thước nó cũng tương tầm. Đó. Bự hơn xíu rồi, nhưng mà nó mạnh hơn. Đây. Wow, đây các bạn lại mơi nè. Đó. Bạn thấy lựa đồ, bạn thấy Vũ lựa đồ khác không các bạn? Những cái sản phẩm mà Vũ review cho các bạn thấy những cái đồ thật ra là hàng tuyển không? Đấy, các bạn thấy chỗ này không? Đấy, đặc biệt con này là đây là một màn và đây lại là một màn và đây lại là một màn, thì bạn nghĩ cường độ nó sẽ như nào, đúng không các bạn? Và phía sau của nó có một sự khác hơn so với bên kia, nó cũng có khá là đầy đủ. Thứ nhất, on off và standby là auto tín hiệu. Thứ hai, không đổ y chang kia thôi. Và input nó chỉ là ngõ RCA, một ngõ duy nhất để dành cho đánh súp. Đó. À, rồi, còn đây là volume, còn này là crossover để chúng ta chọn cái giải tần mà chúng ta đánh hợp lý nhất. Đó, nó rất là basic luôn, nó đơn giản cực kỳ và đèn standby. Chỉ có vậy thôi. Nhưng mà âm thanh nó khá là ấn tượng. Thì những cái bộ này á thì dành cho những khách hàng nào á mà yêu khách hàng gọi sao ta? Vũ có thể gọi là những khách hàng nào mà yêu nghe nhạc, những cái bộ mà cần bổ sung thêm súp đồ này nọ, thì con súp này là những cái con súp các bạn có thể nâng cấp được cho những cái bộ nghe nhạc cũng được. Nó nhỏ gọn, thêm một tí xíu gì đó độ sâu của cái phần nhạc. Đây, Vũ để trên đây cho các bạn xem trắng đen nha. Đây là hai bản. Đó. Rồi. Cameraman đảm bảo luôn, quay được cái phim rất là đẹp. Các bạn thấy chưa? Thấy đẹp không các bạn? Đó, hàm hố không? Kích thước nó cũng không lớn hơn nhiều, nhưng mà công suất nó sẽ lớn hơn nha các bạn. Đó. Và con này là màng, là gân giấy các bạn ha. Đây mình focus rồi. Đây. Cái độ hoàn thiện nó rất là cao các bạn. Đấy, đẹp nữa. Đó. Chuyên cao su nữa nè. Đấy. Bạn thấy chưa?
đó, hàng review là rất là thật luôn. Rồi, ok, như vậy là các bạn đã thấy được những con súp mà buổi thiệu, chúng ta nên chọn hai con dưới để làm nâng cấp cho S1 và EV, hợp lý, giá thành ok. Còn con trên thì chúng ta dành cho khách hàng có điều kiện thì chúng ta mua thôi, còn không thì chúng ta cứ sử dụng con dưới là đẹp rồi, tại vì con dưới trơn thì nói chung là tùy theo thiết kế, mọi người muốn lộ củ loa thì chúng ta chọn con trên, còn chúng ta muốn đơn giản mà nhìn nó kiểu như decor tí xíu thì chúng ta chọn cái con trắng trơn như vậy, thì thật ra nó dễ bỏ rất là nhiều vị trí, người ta nhìn người ta đâu biết đó là loa đâu các bạn. Đó, đó, ok rồi. Rồi, như vậy là coi như là Vũ vừa test cũng đã vừa giới thiệu thêm một cái sản phẩm rất là hay để dành cho các bạn follow kênh ông Vũ và những khách hàng mà đã mua những sản phẩm loa di động mà muốn nâng cấp thêm một tiếng bass mà khỏe, mà mạnh, nhỏ, gọn và giá thành nó dễ tiếp cận, thì Audio Pro XW5, Audio Pro XW10 là hai sản phẩm các bạn sẽ rất là quan tâm và lưu ý. Còn chất lượng âm thanh là Vũ đã khẳng định cho các bạn rồi, thì bạn có thể chọn nó, hoặc các bạn không tin các bạn có thể nghe thử nha, tại showroom của mình. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video sau. Đừng quên bấm like và share, Vũ sẽ làm nhiều video và chia sẻ nhiều sản phẩm hay, và trước khi quay mình sẽ check trước. Bye bye.